Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Uyên Nhi. Hôm nay mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình Mỗi Ngày Một Cuốn Sách. Và đây là cuốn sách mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Và đây là cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao sản xuất tại nhà sản xuất Đinh Tị Books. Và ở đây có rất nhiều câu hỏi thú vị như là tại sao các buổi sáng mùa đông thường có sương mù, tại sao trên núi cao tuyết lại phủ quanh năm không tan được, và nhiều câu hỏi rất hay khác. Các bạn nếu muốn mua sách ở Đinh Tị Book mà các bạn không biết mua ở đâu thì bảo với mình sẽ giúp đỡ các bạn hết sức. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.